ีกี่พร้อมอ่ะโอเคไม่ thì các bạn hãy bấm nút follow kênh của mình thì lúc mà mình livestream thì nó sẽ có cái thông báo á, nó sẽ thông báo lúc mình livestream thì các bạn bấm vô coi. Thì nói chung là tầm 15 giờ chiều mai, 14-15 giờ, nói chung là khoảng tầm đó, mình không nói trước được. Ok, bây giờ mình đi kiếm một giếng thôi các bạn à, đi kiếm một giếng thôi. Không biết có kịp giao lưu với các bạn đủ 3 vé không nữa nè. Tại vì 7 giờ là kênh livestream sẽ được tắt, livestream trên cái phần mềm business. Thì cái phần mềm mình chỉ cho mình phép mình livestream tầm là 3-4 tiếng thôi. 4 tiếng là tối đa. Thì hết 4 tiếng là nó sẽ tắt. Thì anh em đang coi á, hãy tắt á, thông cảm giúp mình. Không phải là mình tắt đâu, mà người ta tự tắt á. Ám nó tự tắt. Trương Dũng. Đi anh em ơi. Đi anh em ơi. Ông nào có súng bắt cho tôi xin khẩu súng nữa. Gì? À súng Sunny về, súng Sunny về. Không có đâu, mày có khẩu SLG không nhận à? Thôi không bắn SLG, bắn SLG giật lắm. Giật nhờ nó hiếm. Hiếm bình thường. Ôi bên này có người không ơi? Hướng, đọc hướng, đọc hướng. Đò ba ra đai à, đúng không? Ờ hay hay. Có người. Trở lại. Rồi sao? Mà chụp phết. Ôi. Ai lấy X6 không này? Tôi có 2 cái 6. Lắc quá nhờ. Em bé nó cứ bị rớp, không hiểu sao nó. Ăn gì chưa anh? Anh chưa có ăn cơm. Ủa anh ăn cơm vào buổi chiều rồi mà tối anh chưa có ăn. Ông mà cầm AKM nghiệp X6 thế là nghe 5 lưu đó. Thôi thôi. AKM bắn 6 bắn nóc. X6 là phải kéo các bạn à. Và 4 thì các bạn không cần phải kéo, các bạn cũng bắn có thể ghiền được. Đi anh em ơi, mình đi đập thính nè. Đi số 1, số 4 ơi, đi đập thính nè. Thính rớt ở ngay 115 á. Đây là server Hàn Quốc, Korean Japan. Thì mình mới là răng đồng thôi, còn bên kia là mình răng ASEAN. Có xe này. Đâu? Qua, wow, ta đừng đi số 1 và số 4. Ngựa quá. Ôi trời lồn. Biết rồi, biết rồi. Đây nhà này đây các bạn. Nhà này là có thể bung á. Bữa không phải bữa nữa mà ván hồi nãy luôn. Mình chơi, mình bị hack. Để nó bung. Cốc lắc cái gì không biết nữa. Anh đang ăn đạn chiều giờ. Chuẩn mẹ rồi. Không có ăn cơm mà ta ăn đạn không à. Đau quá trời đau. Ôi. Rồi có người ở hướng này mà I got supplies. Ba lô ba à, được. Hồi nãy anh em coi theo dõi mình livestream thì anh em sẽ thấy được cái khu này nè các bạn. Cái nhà này nè. Là đang đứng ở dưới góc lắc được. Là đứng dưới nhà á. Đã nguyên bị bắn, không biết người boss nữa, tên thì tên nước ngoài, không biết người boss nữa, đứng ở dưới góc nhà bắn nguyên M12K các bạn ạ. À, mà biết luôn á. Ơi đi mẹ. Tao đấy, không được nói tục. Đây, 85 đây. Xin lỗi. Kênh văn hóa nha mọi người, không được nói tục chỉ bậy nhé. Nhớ nhá. À hả? Tình thương tâm lầm. À, tha mệt.
mí luôn rồi nè. Điểm thính đi bạn ơi, đi 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 đi. Hội thính trên núi luôn kìa. Xong mẹ rồi. Đúng là không cho mình nắng các bạn. Không cho mình nắng. Thính phải cứt thiệt. À cái hướng. Chịu luôn á, thả hướng này không biết sao luôn á, sao lầm luôn. Đâu anh? Bot. Bot nước đồ. Ok, phía kia cũng có kìa các bạn. Có người. Trung quốc bên này này. Thấy thấy rồi, giờ là biết rồi. Ta biết là Trung Quốc. Nó vừa bắn. Bơi không? Đâu vậy ông? Trời, nội bắn ghê vậy? Chưa thấy đâu bắn nóc rồi. Chơi game là phải sang lên. Đủ vì thằng phi công đi. Có đuôi mà. Wow. Hoàng Giang Hoàng Nam bắn đâu vậy ông? Có người hướng hướng 340 rồi. Nóc rồi nè, ôi what the fuck. Nóc nóc rồi các bạn ạ, đừng để cho cứu. Đi 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 đi, công lên công lên, đừng để cho cứu. Pha về một cái nóc nữa. Cấu quá đi mà. Sư mù đã tới rồi. Ta thấy nó lồ quạt. Tổng hợp bạn em rồi, xem ăn được nhiều rồi. Tổng hết. Ở cái server này anh em bắn thoải mái thôi, không có gì hết á. Đâu phải server Asia đâu, anh em bắn bài bản làm gì. Thấy có người săn thôi. Nếu mà bắt các bạn bắn bài bản quá thì các bạn sẽ không được thoải mái. Các bạn cứ việc bắn theo ý của mình. Thì mình hướng dẫn cái gì mình sẽ hướng dẫn vậy thôi. Các bạn cứ bắn theo ý của mình đi. Chứ các bạn bắt các bạn nếu mà các bạn nếu như mình là số 4 có người nè. Nếu như mình cứ hướng dẫn người ta theo cách bắn của mình á thì nó hơi không có tự nhiên. Được thấy nè. Thử hay á.
Ờ, có lý rồi. What the hell? Sương mù à. Mà ổ sương mù luôn. Hay để sốt vậy ha anh? Ông, ừ anh đây để sốt. Sáu thằng nữa, top 1 rồi. Này bắn top 1 khá là nhiều. Bắn ở cái server này top 1 khá là nhiều. Chưa kéo. Anh em với Nam Blue. Ôi, đâu vậy ông? Đâu vậy anh Nam? Ôi bắn à. Hát không nổi. Mình nghe thanh niên hát quá các bạn à. Nghi quá. Ồ vậy không thấy nữa. Kêu mình sẽ đi theo anh đi này coi. Trời ơi kìa. Thì nó hắc lắm luôn á. Đấy các bạn thấy không? Hắc rồi quá. Thì hắc rồi. Thì cứ luôn. Hắc rồi các bạn à. Cái này không được tốt một rồi. Vậy cũng thấy nữa. Sương mù mà làm như đứng trên đây bắn nóc luôn các bạn à. Đứng đây nè bắn nóc ở thằng dưới nè. Sương mù. Có người đây nè, trong nhà nè. Ghê quá chê. Chứ nhà mình sắp đi bà. Không biết được mặt cho mày á. Ba hiệu rồi. Trong nhà bao nhiêu người bị mất bích rồi à thế à. Trong team mình có một người hát á, Hoàng Nam á, Hoàng Trang á, bạn này hát các bạn à. Như cũng rồi luôn. Tôi chẳng hát xuyên tường. Không. Ok. Top 1 dễ dàng quá các bạn ạ. Nào em ăn ban rồi. Tại ban. Đang ăn giải ạ. Giải. Nhìn hack các bạn ạ. À.
Đây. Chào. Tiếng Anh, ok, bye bye. Thank you, ủa lộn, hello. Lộn, bye bye. Ok, để mình out game ra, mình vô lại nha mọi người. Vậy như là mình bị mất mic. Để mình out game ra, mình vô lại. Ok, chắc là mình sẽ tắt livestream đó các bạn à. Ủa? 14:23. Ờ, còn 9 phút nữa. 9 phút nữa các bạn à. Thôi, mình sẽ 9 phút nữa. Hello. Hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và bây giờ thì có lẽ như là phải kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn bạn Rùa Con, bạn Hoàng Nam và bạn Thượng Đế đã tham gia cùng mình. Cảm ơn các bạn đã xem livestream, cảm ơn các bạn đã like, đã share, đã follow kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã tặng sao. Thì hẹn gặp các bạn vào chiều mai vào lúc 14 giờ hoặc là 15 giờ. Mình cái kênh của mình đó là kênh livestream mỗi ngày luôn, ngày nào cũng livestream hết. Thì các bạn chưa biết lịch của mình á thì các bạn vô kênh Elite Gaming, các bạn bấm follow Cfirst, xong rồi các bạn bấm vô cái bài viết á, các bạn sẽ thấy lịch của mình và cấu hình máy, nói chung là cái cách với lại các bước là fan cứng nữa. Ok, cảm ơn bé Rùa Con, Hoàng Nam và bạn gì nha, bạn Hoàng Nam hát quá, mình làm biết bạn hát rồi đó. Đó, lần sau đừng hát nữa nha bạn ha. Ok, bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye. Hoài Nam hát quá bạn ạ. Mình bắn. Hát hay không biết liền à. Hát không biết liền à. Ok. Bye bye, see you again.